thì bạn gank top hoặc là gank mid là cùng. Gank với boss thì gank boss hoặc gank mid. Béo ai phụ luôn kìa. Mà khỏi luôn đi. Ngu quá chịu. Nhiều khi chơi game hốt chế mà tôi không hiểu tại sao lại có những người ngu như vậy luôn. Không hiểu. Cũng là con người với nhau, mình thấy nhiều người ngu vãi lùn này. Tính ra ngoài đi, mới đi ra ngoài đời, đi ra ngoài xã hội đâu có ngu như ai, hơn ai thua ai cái gì đâu. Mà sao chơi game ngu thế? Tư duy kém vờ lờ. Hết luôn. Không hiểu tư duy đầu óc để đâu. Ý, món này cái sơ kìa, chuối kìa. Mình hết. Thôi chết. Rồi xong. Vết máng thành công. Rip ta đang đông mà mày dám lao vô, mày bị điên hả? Easy win. Quá dễ win. Ván hay là không biết làm sao mà thua luôn. Tôi săn này mệt rồi. Waste not a minute. Where the fuck I am? Tự nhiên đi đến đâu chuối con đến đấy à? Khó hiểu vậy. Tự nhiên nó tình cờ, nó tình cờ hoài vậy đó. We do what we must. Master yourself, master the enemy. Lát sao vẫn bị đi vậy ta? Gánh vào mà vẫn bị đi vậy.
Nó vào. Bây giờ làm gì? Bây giờ insert thì làm gì? Insert cho chết à? Làm gì chứ? Insert càng liều nè tình cái. Đâu là giết nó rồi đá sóng ngầm. Anh em thích. Vậy em đi bắn đi xin. Tao thích. Làm cặc tao. Nếu chơi cút ngu. Bố mày rồi chơi hay tao chơi hay mày chơi? Nhưng mà thấy mày ngu tao chơi hay mày chơi? Thấy mày ngu tao chửi. Hả? Ừ. Muốn vậy cũng được 6-0 nữa. Mày có biết insert không? Insert phải lộn gì? Trong thứ hai con này không lên được. Ốc chó. Sao nó nữa, mày đá ra rồi chết vậy? Đó thì tóc biến qua đá về, quy ra là xong. Không sống cục cứt. Biến qua đá vậy? Đợi lính ra tới nơi thì khoảng tóc biến. Tối ta lính nó còn chưa ra nữa rồi. Trụ nó mới đi tới trụ rồi đó. Nhìn lính về mình kìa. Lính mình nó mới tới trụ nhiều. Khó quá, con cướp lần gặt ngay trong mà sửa tuổi lên luôn. Thấy anh đợi rừng nó ra cướp được. Em cặc gì đây? Điên không? Tóc biến. Đúng. Nào lườm đâu nó hồi đầu rồi, chết mẹ rồi. Ừ. Mày đã giết không? Cần giết. Cần gì quay lại nữa, đồng đội giết rồi. Cắm vậy nó đâu thấy rồi, nó đâu có chửi nó giờ. Đi rồi. Đủ má anh ngồi anh luyện hát anh thể hiện với gái là đĩ mẹ. Anh thấy cho anh đem đàn ra để em hát anh thể hiện với gái. Đồ đó, nhiều đồ quá. Where am I needed? Đồ nhiều quá rồi. Quá xanh. Your turret has been destroyed. Đâu ra có một đôi cái sờ ở đây nữa vậy? Đã chết gì luôn chứ rồi. Tham đai nào quá. Quá hơi tham đai nè. Trời ơi. Bắt. Giờ bay vô thấy thấy con một đôi cái sờ với thấy con gì giờ xuống gì ra là chứ sao giờ? Giờ ông muốn đá ai? Tính đá thì mày giờ đá chúng Mordekaiser rồi, Mordekaiser sao chết? Nó nùi siêu kìa. Hết cấp rồi, mất W, mất lag rồi, W vô là chết chắc rồi. Ừ, hay. Ôi, mày chết luôn đi. Thôi, farm lẹ đi về mua đồ rừng tiếp.
Con đó đã W cho con lính là hết đường sống rồi. Má nó khỏe quá, nó ulti vô con leo nào khỏe quá. Ừ, không chết. Ulti leo nào, ulti mình ta, hình như ulti leo nào. Sóc đam vậy mà không chết nổi nó. Kiệt sức. Chết đi. Không, chưa chết. Thằng lâu này ngon vậy. Giang hồ ơi. Giang hồ ha. Cướp rừng cả mẹ nó. Thôi đánh nhau nè, mất công đồng đội chửi. Xuống không tới luôn. Đợt phát phê tới nhà rồi kìa. Tiếp xong rết rồi về, đằng nào mấy ông không ra mà. Mấy ông chưa ra kịp. Cho nó mất lan luôn cũng được. Cho nó phê luôn đi. Ở nhà farm cho nó dễ, Morgana mà. Tao cứ đi cướp. Nó về được đường đó, sao nó mất luôn cái đường giữa không farm được. Về sớm không phải là một lợi thế đâu. Trừ khi game thua, game đang thắng mà mày về được một lan là mày xong rồi, xong sao xong rồi luôn rồi. Mày hả con chó. Chị đâu? Thôi chết rồi. Rít là thấy chết rồi đấy. Bùm. Lát gì vậy? Điên. Không lát chi trời.
Your team has destroyed the turret. Team nó P được một lan sớm là team nó thọt. Nó mất một đường, không farm được, mất level, mất nhiều thứ. Tôi cho P luôn. Nó mất rất nhiều thứ, Morgana nó ở mít nó đép được. Morgana đép Mega Rip giờ sướng lắm. Morgana giờ đép Mega Rip thôi. À, thằng đồ này từ từ. Cái blue tao hả? Nó cướp sạch rừng luôn rồi, ở đâu rồi? Sứ giả. Thêm bãi nữa là chùm. Tới có người tới trên đồ, mày nghĩ cái giống gì mà đứng trước mặt tay trên đồ rồi chết đi luôn. Mày trên đồ mày bị điên rồi, mày dám đứng trước mặt bố mày. Ấy rụng lửa, rụng lửa không để mất rụng lửa được. Rụng kia thì cho mày ăn. Các bạn nhìn chỉ số lính nó đi, càng ngày nó càng thọt dần nữa. Được một màn, anh được con rồng lửa, còn gì bằng nữa. Tội. Mày xanh quá ha đây nè ha. Rắc mà sao để nút khô mà được cái sơ được hay vậy. Rắc ly càng càng xanh thôi. Ăn luôn.
đủ hộ thể. Không có đủ hộ thể. Không có đủ hộ thể của tường, không đủ nội năng. Sao? Tao gần mát đồ rồi đấy, giờ chúng mày sao? Thấy chưa? Càng ngày chúng mày càng thọt thôi. Chúng mày có xanh được hơn đâu. Bơi được một đường mà các bạn không end được game là các bạn thọt. Tại vì các bạn sẽ mất lính ở một đường. Mấy ông bay một đường rồi, mấy ông mất lính một đường cũng như không à. Chết con mợ mày với tao. Mày mạnh quá. Dana ra đây luôn. Find your center. An enemy has been slain. Double kill. Master yourself, master the enemy. Killing spree. Đá cái là gần xỉu luôn. Thôi tha cho bọn nó tí đi, ăn rồng lửa về mua đồ đam lên 500 mấy, nhìn cho nó thích. Nhìn cho nó đã. Ba số 5. Trời ơi, đầu hàng mất tiêu luôn. AD đục nhẹ vô chicken R là chết bà. Anh đánh S Riu Ngọc chinh phục mid được không? Tài khoản của bạn đã bị đăng nhập từ máy tính khác. Mẹ.